Anh em lấy ra dùng liền. Anh em có thể làm món đậu xoài nữa nha, cá khô búp xoài á, làm cái này rất ngon. Đây, mình sẽ chỉ cho anh em đậu xoài nha. Này, trước để mình đậu xoài trước. Xoài làm, xoài sắc nhuyễn rồi nha. Sẽ cho nước mắm chua ngọt nha, nước mắm chua ngọt, ớt ớt tím nè, hành nè, tỏi, nước mắm vô, trộn đều lên, anh em nào mà muốn mua sản phẩm phi lam sáp xả này thì có ba hộp nha, hộp này thì là nửa ký. Hộp này thì 250, hộp này thì 150 gram nha. Anh em muốn mua trải nghiệm thì cứ có chỗ hàng bên dưới á, anh em cứ nhắc cho mua. Bây giờ mình sẽ trộn. Bắp xoài, biển mà có miếng cá khô về là bắp xoài rất là ngon nha, nhậu rất là ngon, vài lon, lon ton vài lon. Đó, có thể dùng gì cơm luôn, đây, cho ra dĩa. Một hộp nó năm hai màu hộp vừa rồi mình chọn là hộp 250 gram nha, rất là nhiều nha. Đó, anh em thấy hấp dẫn chưa? Nhậu là y bại luôn. Đó. Em mua ủng hộ cho chú Bạch thì cứ nhấp vào giỏ hàng bên dưới. Đó, ăn với cơm, ăn với cơm rất là ngon nha nè. Chua chua của xoài chứ là thơm mùi lá quế ngon. Cái này là chỉ có biết quên nó vậy thôi.